Thế bà không có am hiểu về cái store của bà lắm. Tôi mở tiệm thôi, tôi đâu có biết cái gì đâu. Đó bà biết, nhưng bà biết không? Đó bà biết, đây là cái gì? S-O-S Serum. Không, bà đọc rồi. Bà đọc rồi. Đó bà biết cái này là gì? Khoáng. Khoáng hả? Refresh skin, refresh skin là khoáng hả bà? Moisturizing là cái gì bà? Ẩm của nó. Đó bà thôi, chứ mấy này nhập về mà để làm cũng vậy. Mình đi tiếp cho các idol KOL Hàn Quốc á, đang cho các bạn như lắc minh quay chóng á, nên là cần một ít không thì có chị chia sâu ngủ tạo chị chia sâu ngủ cái này chứ lộn cái này cái này cái này đi xào quận mấy còn xe chơi nằm quận mỗi chị chia sâu ngủ tám nè. Bây giờ là Kalina Estan Kalina quận 8. Đó, mọi người thấy khai trương đó là tôi có welcome khai trương, tôi là cổ đông nhỏ thôi. Welcome gia hân nè. Welcome Mr. Trời ơi, thấy cái hình ưu quá. Trời ơi. Thấy hình về thế sản phẩm đi trước. Rồi, đây là nơi mà bây giờ là mình chỉ lướt sơn thôi. Ủa, này là tour review nhanh hả? Tôi bấm nó đây là chỗ sập sình của Hồng Đen hả chị? Tối không, chị ý em nói là đó. Tối, cô giáo ơi, tối nay ra chỗ này là chỗ sập sình của Hồng Đen nha. Ngày mai cho con, ngày mai rồi. Mình không có đủ chơi đâu. Cô giáo này chưa đủ tuổi hả? Ủa? Cô giáo này 30 tuổi rồi mà. Ủa sao V자로 dạ, cả đứa V자로 V. Đây đây, đứng hình chữ B, đứng lại nha. Đứng lại đây. Khoan, nhưng mà mình không có đem theo thẻ. Muốn thẻ. Bạn ơi, chị đâu có mang ví đâu. Hân ơi, chị cái đồ của ngoài Hà Nội em làm ăn sống xá lắm đúng không? Em không mang ví. Trời ơi. Make up có. Cái gì? Có hàng điện thoại không? Wow, đúng là chị người Hàn chính đâu. Xong rồi hả chị?
Quay đặt cái này là 5.000 won. Ờ, 100.000. Dạ. Nếu ai đi một người là 100.000 hết. Ok. Đấy. À, đừng có sư, đừng có sư. Cái sư nó. Ờ. Em thấy, cô thấy cái gà nhất là ngon nhất. Cái gà ngon nhất hả? Đúng vậy. Vậy là mày ăn cái pizza đúng không? Phải mua cái nồi này. Ui, ui, ui. Mì lạnh. Trời ơi. Trời ơi, có cái nồi như vậy. Tuy em thấy cái nồi khổng lồ tối cả. Cái gì cũng phải làm được. Thế giới này chỉ có tiền không? Đúng rồi. Mình giá 100.000. Đó biết bao nhiêu tiền? Em chống chịu. Cái này nhắc lên 100.000. Đó mọi người biết bao tiền? 90.000. Đây tiền tiền. Tiền tiền nó bao nhiêu tiền? Tiền 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 tiền. Nói vậy là em thắng em được không? Cái này em vừa cái này đẹp hơn em nha. Chị còn tệ hơn nha, lúc mọi người ăn sáng chị mua hai bình đát. Chị còn tệ hơn nữa. Ôi trời ơi, hết hồn em. Tự nhiên chị sờ cho chị cái lông lông vậy đó. Chị sờ trong cái lông gì đó. Tại vì đó, cái này tay vậy. Chị sờ trong cái lông gì đó. Thôi, tôi sẽ khép lại lên xe để chiếc cơm hộp 100k. Hôm nay là tại vì đoàn gấp gáp, bởi vì khá là gấp, bởi vì mọi người phải đi di chuyển liên tục. Thì nhưng cái lúc mà tôi quay xong á là tôi có lén ra ngoài. Tôi xin đẻo chị giấy 100.000. Đây là nhà tài trợ đây. Ai trả lại? Hồi nãy ai trả cho em vậy chị? Chị Hana cái gì á? Chị Hana chị mua ra. Ủa chị mua ra chứ lộn. Nhỏ này. Chị mua ra trả. Thôi chứ không có là hả chị em mua 101 cho cả đoàn là lúc đó em có gì chị. Nhưng mà tôi ăn thôi. Thôi bắp ra ăn đi. Không thể chờ đợi nữa rồi. Còn đây là phần ăn của trợ lý mình nha. Đó. Đồ ăn lúc nào cũng có bàn chán. Em mà, cái nó cũng rất là khác. Trứng này cái miếng thằng mình mà đánh giá nó thấp nhất. Tại vì nó có vẻ nhạt nhẽo. Dạ có rồi, có rồi, có rồi. Cái 100.000 mà nó xuống đáy nha. Cái này ở hàng cái đẳng này comment cho mình biết nó đi. 100.000 là có mắc không? Nhưng mà đối với mình thì mình thấy rất là ngon. Cũng có thể ra mình đói nhưng mình thấy ngon. Cái này các bạn có thể thiết kế kiểu ăn xuống được các bạn. Ừ. Nó ngon lắm, người ta mình một hộp lắm biển nữa. Mọi người à, mình thấy cái bên này nó có một cái chai nước rất là dễ thương. Zero soda. Nghe em thị phạm coi. Nghe cái này sao? Ê, chung đi. Này đúng không? Ôi, 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 không lỗi thôi, hiểu làm ba hai hiểu đúng làm không? hiểu làm mọi người. Ok cho em miếng thanh giấy thôi. Nó ngon nha, ngon mọi người vừa tới công chuyện luôn nha. Ngon người đẹp. Hôm nay chúng tôi sẽ ăn món cà xào cây. Tiếng Hàn là gì vậy cả nhà yêu? Mì dầu sốt là sao? Nhỏ này là gì? Cái gì? Takabi. Công chúa phục vụ. Con muốn có cái gì? Mày muốn có cái gì luôn? Còn đây là bé hơn của em. Là được mời tới đây thôi. Cũng như thành phẩm nè. Bạn thử gồm thịt con. Biết cái gì không? Bia. Ui bia. Nói chung mới làm một cái là ngon quá ha. Chứ nhẹ là không phải quá nhẹ. Phải nữa mà mình là đói quá rồi. Không, cái này tùy nhưng mà đúng rồi. Cái món này phải nước hàng các bạn ăn cũng quên cho biết thôi. Có mà đứng cao thì vẫn nên đem lại về là sao mai nha. Hàn Quốc. Kim chi và em. Ờ, cái gì mà mình
Còn có khí hà. Tôi giới thiệu mọi người, đây là bánh đây là bánh xứ hấp thôi. Quý là hấp. Trời ơi, cái này có thịt nướng ha. Cái gì chẳng như dân gian quê mùa ha. Cái này chọn cho mấy đứa nha. Mình à. Giới thiệu với mọi người, đây là lẩu tóc bút chì. Tôi mới nghĩ ra có thịt vào thì mới là lẩu đó. Trời ngon quá, mâm 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 mâm. Trời bên đây mẹ nó thịt đẹp, quá. Buồn quá, để mình kể cho các bạn đi. Chuyến đi này có một chị mình rất là thích. Chị đã sinh năm 1991. Chị đẹp như là cái hàng vậy đó mấy má. Gì? 23, 45. Mà chỉ là giờ không biết là có chồng hay chưa. Tại 91 là tôi cũng hoài nghi lắm. Bạn mình mấy người ta. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tí nữa giả bộ lại quay chỉ. Xong rồi cái hỏi coi thử là chị có chồng chưa. Dập luôn. Nhanh chị. Cháu chị mất gì đó. Này là gì cho chả cá hả? Ôi ôi, đây là bánh xe, trứng mà nó hơi gây ra nữa. Ê mẹ, mẹ không ăn cái gì. Đó, mẹ, mẹ chứ mẹ. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ồ, bếp sao? Ủa chứ sao chưa nấu ăn dở. Chết rồi. Nãy giờ tôi còn bình thường đúng không? Tôi vừa mới gác chân qua cái, vừa gác chân lên cho anh phục vụ. Coi chừng bó, nghe chưa. Ừ, cái này ngon nha. Chưa ăn giùm. Ê, mẹ ơi, mẹ giải thích giùm con. Tao chưa được ăn, để tao đã sao? Con thì toàn là chả cá rồi nước. Mà hàng tử thì mới ăn miếng đầu tiên là thêm thịt bò ngon ha, là sao? Tại sao? Gì đâu mà già nó không biết nữa à. Cả nồi này là cũng rồi, ngon. Cảm ơn mẹ nha, nhưng mà cái này ngon á. Ok các bạn, xin giới thiệu với các bạn, đây là shop. Ở trên này có một tiệm bán đồ ăn. Và tôi thấy rất nhiều người chạy lại chuyện là có thật. Truyền thuyết couple đi ăn mì ở sông Hàn Israel. Cô giáo ơi, mọi người suggest cho chị một cái mì nào đó ngon nhất đi. Thôi cái mì này cay lắm má. Cay luôn. Rồi ai cũng chọn đi, thôi đâu chọn đại này đi. Tao cũng chi Hàn Quốc đã ao. À chui. Bữa giờ chưa được uống một miếng nào hết. Ai nữa nè. Trời ơi cái cục này thì ngon nha. Bỏ này vô được nè. Kim chi. À trời ơi cái cục xúc xích này giống như xúc xích này sủi bọt. Nhìn ngon quá nè. Sủi bọt. Ủa cái này cũng có vẻ ngon nè. Không biết cái gì mà nhìn nó dài dài. Cái này cũng ok nè. Ăn hết luôn á. Ăn hết. Ê thôi cục này đi. Ủa mình có cái đó chưa? À chưa. À thôi cái này đi. Này này ok hơn á. A few moments later. Vì cái nét ham ăn ham muốn rồi tỏ ra mà ăn ở sông Hàn đồ đó. Nên bây giờ tụi tôi đã di chuyển đến nơi tiếp theo và cái cầm như vậy và bây giờ là phải cố làm sao để đi trên xe mà nó không bị đổ cái thùng mì đổ vô người ta là mang họa đó thương ơi. Ồ lãng mạn quá chồng yêu ơi. Em thấy sao? Em thấy anh là quả là một người đàn ông đẻm đen. Trời ơi cái mì này ngon không? Trời ơi em ăn là em phải trường á hả? Kim chi đó chị, kim chi. Kim chi đỏ ao. Mẹ nó nhạt nhách, tôi sẽ chọn cái cục này ăn trước. Ê bên này người ta làm thịt ngon vậy đó. Go. Hãy go rồi các bạn ơi. Bớt ra xong hàng ăn mì gói giùm nha. À, buffet thịt Hàn Quốc nha. Mình lấy cái dĩa đó hả ta? Trời ơi, trời. Sao thấy nhiều sự lựa chọn quá, mới chọn gì bây giờ? Lấy cái đó đi luôn. À, lấy cái này luôn hả? Phải không? Đúng rồi, người ta lấy gì? Còn mấy cái này là đoán nè. Mấy này không? Miếng nào đâu, thẩm định cho chị coi miếng nào. Cái miếng này ngon. Miếng ngon đúng không? Như là da hả ta? Em biết cái này giống miếng dào ha. Em nhìn nó giống như là miếng giống miếng heo á. Ở đây này anh heo nha, đúng rồi. Được nha. Đã đi đến Hàn Quốc là không thể nào mà không ăn thịt nướng được các bạn. Ngày hôm nay tôi cuối cùng cũng đã được ăn thịt nướng rồi. Miếng này là miếng da heo, hơi cháy một chút nhưng mà không sao. Rồi mình sẽ ăn Korean style. Tới đây là ăn là phải ăn cho tới cùng, tới công chuyện. Mời mọi người. Không biết là heo tươi phẩm.